Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2018 từng đưa ra một tuyên bố xanh dần. Đó là vị thế lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ đang đến hồi kết thúc, vì càng ngày Hoa Kỳ càng cho thấy họ là một đế quốc và thường là sẽ sụp đổ với nhiều rủi ro và lầm lỗi tuyên bố này của ông Putin đưa ra vào thời điểm Hoa Kỳ công bố một loạt các lệnh cấm vận nhắm vào Nga và một số các quốc gia khác có mối quan hệ với Nga. Sau khi Hoa Kỳ tìm thấy bằng chứng là tin tặc của Nga đã tấn công vào các cơ sở quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ. Kể từ khi lên làm Tổng thống, không ai lạ gì thái độ hung hăng và chống đối phương Tây cũng như Hoa Kỳ của Putin. Ông là người từng phục vụ cơ quan tình báo KGB dưới thời Liên bang Xô Viết một người mà cho đến nay vẫn muốn tạo ra một thế lực mạnh cho nước Nga như thời Xô Viết cũ để làm đối trọng kình chống phương Tây. Mặc dù tuyên bố chống Hoa Kỳ và cầu mong Hoa Kỳ sụp đổ, so sánh nước Mỹ như là một đế quốc, thế nhưng người ta lại thấy chính Putin lại là một kẻ tham quyền cố vị, một kẻ độc tài khát máu, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ tiếng nói đối lập nào muốn giành vị thế quyền lực của y. Đó cũng là lý do mà cho đến nay không ai có thể vận động tranh cử danh quyền lực ở Nga, cho dù Nga có hiến pháp ủng hộ quyền tự do bầu cử không khác gì các quốc gia văn minh phương Tây. Vì mang thái độ thù nghịch với Mỹ và phương Tây, Putin luôn mang trong tâm tưởng quan điểm là Mỹ và phương Tây tìm cách gây hại cho nước Nga, nhất là tìm cách xen lẫn vào chuyện nội bộ của Nga từ vấn đề dân chủ cho đến kinh tế. Nước Nga nếu không bị những lệnh cấm vận từ Hoa Kỳ đã có nền kinh tế tăng trưởng tốt, không chỉ vào nguồn năng lượng dồi dào mà còn khả năng xuất cả nhiều hàng hóa giá trị khác, nhất là về mặt quốc phòng và không gian. Đây là lý do khiến Putin luôn nổi giận chống đối Hoa Kỳ. Trong nhiều năm qua, Putin vốn luôn tô vẽ cho nước Nga là một quốc gia lãnh đạo nền tân thế giới. Vào thời điểm Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ cũng có nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Về mặt quân sự, Putin chỉ trích sự can dự của Hoa Kỳ vào vùng Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Gọi đây là tham vọng độc quyền về quyền lực trong nỗ lực thống trị thế giới, mà theo Putin, rồi thì sẽ nguội tàn. Cũng từ quan điểm này, Putin bắt đầu lo ngại cho sự bành chứng quyền lực của Hoa Kỳ có thể gây ảnh hưởng đến sự ổn định quyền lực của chính nước Nga nơi mà Putin đang thống trị quyền lực, thậm chí y sửa đổi cả hiến pháp để giúp y tiếp tục làm tổng thống suốt đời. Ukraine đặc biệt có một vị thế quân sự vô cùng hiểm trở đối với nước Nga. Vì nằm giao tiếp giữa Nga và châu Âu, vì thế nếu Ukraine trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương hay NATO, thì trong tương lai, nếu xảy ra chiến tranh, Nga sẽ bị tấn công dễ dàng và vị thế quyền lực của Nga trở thành thứ yếu. Thực vậy, Kể từ khi khối liên bang Xô Viết sụp đổ, Nga đã mất toàn quyền lãnh đạo khối cộng sản với hàng chục quốc gia nay đã trở thành các quốc gia độc lập có nền dân chủ riêng. Mộng của Putin là muốn níu kéo quá khứ và tìm cách gây ảnh hưởng đến các quốc gia cựu Xô Viết trong số này, Ukraine. Thế nhưng từ khi Nga đưa quân chiếm bán đảo Crimea, hỗ trợ lực lượng dân quân thân Nga đòi ly khai ở vùng Donbass của Ukraine, thì chính phủ nước này đã không còn tin tưởng vào sự hợp tác với Nga nữa, không muốn trở thành một vệ tinh của Nga. Thay vào đó, họ muốn trở thành một quốc gia độc lập tự chủ, muốn trở thành một thành viên của châu Âu và NATO. Vì Ukraine quá quan trọng trong vị thế chiến lược của Nga, nên bằng mọi cách và bằng mọi giá, Nga không để cho Ukraine liên hiệp với Hoa Kỳ và châu Âu. Đây là nền tảng của sự căng thẳng trong thời gian qua, khiến Putin muốn Hoa Kỳ và châu Âu phải bảo đảm không nhận quyền thành viên của Ukraine cũng như các quốc gia trong khối liên bang Xô Viết vào NATO, một điều mà Hoa Kỳ và châu Âu hoàn toàn bác bỏ. Hoàng Trâm Thủy tường trình cho đài Lý Được Sài Gòn TV.